làm ảnh hưởng người. Đá nè, bắt chết đợi ta, anh em ơi cứu. Bạn, mình là heo đây. Heo, tên của mình còn có tên gọi là, biệt danh của mình là heo 3181 nhé. Hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy được sự khác nhau giữa heo 3181 và 66282 nhé. Các bạn đừng nghĩ rằng ở đây mình có 5 anh em, nhưng mình sinh ra từ hai nhà khác nhau đấy. Ba anh em đầu tiên của mình là cùng một gia đình đấy. Mình sinh ra trong một gia đình gồm có 168 anh em nhé. 168 anh em. Bây giờ mình sẽ xin đại diện cho 168 anh em sẽ giới thiệu cho các bạn biết về dòng họ của mình nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ xin tự giới thiệu. Mình là heo. Heo chạy pin về 3181. Các bạn muốn biết được heo tên thật của mình thì các bạn hãy nhìn vào đây nhé. Đây, đây là heo 3181 đấy các bạn. Đây, các bạn nhìn thấy rõ không? Đấy, mình là heo 3181. Thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu chi tiết về cách chơi của mình cho các bạn xem nhé. Ok, đầu tiên thì mình sẽ cho các bạn biết về cái kích thước của mình nhé. Thứ nhất là về chiều cao. Mình có chiều cao là bao nhiêu các bạn nhỉ? Chiều cao của mình là, đây, chiều cao của mình là gần 1m1 nha. Một tấc mốt. Ok, một tấc mốt. Gần 1, tính đến cái đuôi luôn nha các bạn, là mình gần 1,6 nha, 1,6 tấc nha, các bạn xem nhé. Ok, còn cái chiều rộng, cái đầu dạy của mình là bao nhiêu, bề ngang của mình là bao nhiêu. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem luôn nhé. Bề ngang của mình là, đây, tính từ hai cái chân qua nhé, là nó gần khoảng cỡ 7 tấc nha các bạn, 7 phân nha. Rồi, ok. Mình sẽ giới thiệu chi tiết về cách chơi của mình nhé. Khi mình xuất phân ra thì mình có một cọng dây. Đó là dây. Dây này dây để làm gì các bạn? Dây này là để mình buộc vào cái lưng này. Để làm chi? Để khi các bạn có đi chơi đâu á, đây, khi các bạn có đâu chơi á, thì các bạn nhớ buộc cái này vô nha. Rồi các bạn dắt mình đi, dù đi công viên nè, đi chợ hay đi bất cứ nơi nào, các bạn rất là dễ dàng khi xách mình nhé. Đây, các bạn thấy không? Đấy, anh em của mình mỗi người có một con dây hết. Đây, mình sẽ cho các bạn biết cách chơi của mình như thế nào nha. Mình được xài bằng 3 cục pin đấy. Pin của mình là pin gì đây? Đây, pin của mình là pin con ó. Mình được dùng 3 cục pin nha các bạn. Đây, mình phải sử dụng 3 cục pin thì mình mới đi được nha. Đây, 3 cục. Đây, đây là 3 cục pin của mình nhé. Pin này các bạn mua ở đâu cũng có nha. Dây tạp hóa mua cũng có, mà ở đâu cũng có các bạn nha. Rồi, các bạn lắp pin vô nha. Các bạn nhớ lắp đúng chiều nhé. Đó, cái bề bằng của pin. Bề bằng của pin là cái loại xo nha. Còn cái đầu là nằm ở trên nha. Rồi, các bạn nhìn ốc lại. Các bạn để lắp pin lại nhé. Đấy, các bạn thấy không? Rồi, các bạn đã thấy mình chưa? Rồi các bạn, mình sẽ cho các bạn thấy mình đi bằng cách nào nha. Đây, mình ở dưới này có công tắc nè các bạn. Đấy, các bạn mở công tắc này lên. Đấy, mở công tắc này lên. We'll be right back.
kìa. Đấy, đây là dòng họ của mình. Mình có tên là Heo 3181. Cái khác nhau của mình là ở cái lưng nha. Rồi, mình đã xong. Bây giờ là mình là anh em của hồng họ 3181 đây. Mình có tên là cũng là 3181 nha. Nhưng mà mình là thuộc dị màu cam đó. Màu orange ấy. Màu cam. Đây, màu cam các bạn. Bạn nhìn thấy không? Mình khác nhau về cái lưng nha. Đây, mình cũng là heo 3181 nha. Các bạn nhìn kỹ nha. Đây, heo 3181 các bạn. Đấy, con thấy chưa? Rồi, ok. Đấy. Còn mình ở đây nữa. Mình ở đây đó. Mình cũng là heo 3181 nha các bạn. Và anh em mình có một cái dòng họ là cái lưng mình lưng bằng nha. Đây, các bạn nhìn kỹ này. Đấy, cái tên đúng của mình á. Tên đúng của ba anh em mình là 3181. Đấy, các bạn thấy rõ chưa? Đấy, các bạn nhìn thấy mình xinh xắn không nào? Rất là đẹp nha. Các bạn thấy sao? Quay. Rồi. Các bạn thấy rõ chưa? Ok, một xíu nữa mình sẽ cho các bạn thấy cách đi của mình. Rồi, xin hân hoan chào đón tất cả các bạn đã đến với sự khác nhau giữa heo 3181 và 66282 nha. Rồi, ba anh em mình vô nhà, mình nhảy ở đây đi. Đấy. Ba anh em mình nhảy vô đây, để tới cho hai anh em này vô. Rồi, bạn tự giới thiệu đi nào. Mình tự giới thiệu. Mình là heo chạy pin đây. Mình cũng giống như 3181, nhưng mà mình cũng sinh trong một gia đình giống như heo 3181 vậy các bạn. Mình sinh trong một gia đình gồm có 168 anh em. Đó, hôm nay mình sẽ xin đại diện cho 168 anh em sẽ xin giới thiệu hai anh em mình ra giới thiệu cho các bạn nha. Ok. Mình cũng giống như 3181 vậy. Đó, về kích thước, chiều dài và chiều rộng đó, cũng bằng nhau. Đấy, đây mình sẽ cho các bạn coi chi tiết nha. Đây, mình là heo 66282A. Mình có cái chiều bề ngang của sản phẩm của mình là cũng 16cm nha. Ừ, đúng rồi, 16cm. Ok. Rồi, mình có chiều cao là chiều cao của mình là 嗯。Mình sẽ cho các bạn biết về cách chơi của mình nha. Mình cũng không khác gì heo 3181 đâu, nhưng mà mình khác nhau về cái nơ này các bạn. Đấy, các bạn thấy rõ không? Đây là cái nơ. Đấy, cái nơ nha. Đây là cái nơ nè. Nơ. Ơ, nơ, nơ đó. Các bạn thấy rõ không? Đấy, cái nơ đây. Còn heo 3181, đây, heo 3181 mình không có nơ nha. Các bạn hãy nhớ phân biệt kỹ giữa hai dòng loại của mình nha. Đây, cái nơ này. Cái nơ này là cái nơ. Nơ, nơ, nơ nè. Còn cái này mình bằng nha. Cái lưng này mình bằng nha. Các bạn nhìn kỹ nha. Hai anh em, hai dòng họ mình là hai dòng họ khác nhau nha. Đấy, các bạn thấy rõ chưa? Đấy, mình là 66282A đây. Còn mình là 3181 đây. 3181 đây các bạn. Đây, các bạn hãy nhớ phân biệt kỹ đây. Đây, các bạn muốn biết sản phẩm này tên gì thì các bạn lập đích xuống coi nha. Ừ, lập cái bụng của mình coi nha. Cái bụng mình có để tên rõ kỹ này. 66282A các bạn thấy rõ chưa? Còn đây, đây là 3181 nè các bạn. Đây, các bạn thấy rõ không? Đấy, mình là hai dòng họ khác nhau nhé. Tên chính xác của mình là đây là 66282A đây. Còn đây là 3181. Đấy, các bạn thấy rõ không? Mình kỹ nha. Đấy, rất là ba cục pin nha. Đây. Bây giờ mình sẽ lắp cho các bạn xem nha. Một cục pin này vô. Đấy. Rồi, lắp cục pin thì vô. Các bạn nhớ lắp đúng chiều nha. Đó. Cái đề bằng của pin là cái đầu xo nha. Rồi, ok, mình đã lắp lại coi. Đấy, ok. Các bạn thấy rõ không? Đấy, mình rất là đẹp nè, xinh xắn. Có không dây cầm trên lưng nha các bạn. Đấy. Các bạn thấy rõ không? Ok.
Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy về cách chơi của mình nha. Thì các bạn khi mua về các bạn lắp pin vào, ba cục pin nhé, mình sẽ bằng pin. Khi lắp pin vào các bạn phải bật công tắc này lên này, ở đây có công tắc này. Đấy, các bạn bật lên á là nó sẽ chạy, đó, bật lên là chạy. Bật xuống là tắt nha. Các bạn rất là tiện lợi nè, đi chơi ở đâu các bạn nếu không thích chơi thì các bạn tắt, còn các bạn chơi thì các bạn mở lên. Đấy, mở lên nhắc đi chơi, ok. Rồi, cách chơi của mình như sao? Bụp, thôi chúng ta là anh em cùng nhà, không được đánh nhau. Không phải anh em, người là 3-1-1, cùng ta là 6-6 hay đó nha, ta sẽ đánh nhau được. Đánh coi thử ạ. Người mạnh hơn ta hay ta mạnh hơn người? Có một đá nè. Chết, chết, phải ta. Anh em ơi, cứu. Cứu rồi, ta giết luôn. Ta là ba anh em. Nhà mi chỉ có hai anh em thôi. Các bạn nên nhớ nha, dòng ngồi của mình là 3-1-1. Mình có ba anh em, mình ba màu nha, màu hồng, màu cam và màu da nha. Còn bên đây mình chỉ có hai anh em thôi. Các bạn thấy nha, bên là 6-6-2-8-A nè. Đấy, 6-6-2-8-A. Đấy, các bạn nhìn thấy nha. Bây giờ các bạn đấu sao được, ba con mà đấu là một con thì không thể nào đấu lại được rồi. Các bạn thấy không, ta sẽ ra đầu. Mình là 3181, còn mình là 6628A. Mình đã giới thiệu cho các bạn cách chơi và cách hoạt động của mình rồi nhé. Rồi, bây giờ hai anh em mình dòng họ mình hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, xin chào.